thân mến chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Ngày hôm nay mình ngồi đây và tâm sự với tất cả mọi người với một tiêu đề là người phụ nữ được gì sau khi ly hôn. Ok, vì lý do tại sao mình lại làm tiêu đề này thì mình nghĩ là dạo này thì các bạn cũng biết được là cái thông tin là có một cái cuộc ly hôn cực kỳ lớn ở Việt Nam và làm tốn hao giấy mực của các nhà báo cũng khá là nhiều, và có nhiều người họ bàn luận rất là sôi nổi. Một số người thì lại nói là người phụ nữ không nên làm như vậy, hãy giữ hạnh phúc gia đình cho con để nó lớn lên. Có nhiều người thì đứng theo cái phe của chị người phụ nữ đó thì nói là nếu như không sống được hạnh phúc thì hãy nên ly dị. Còn có một số người thì họ đứng về phe của anh Vũ thì nói là nếu bà ấy biết suy nghĩ thì hãy nên im lặng và sống như vậy để vì con này kia. Thì mình thấy có nhiều cái suy nghĩ trái chiều với nhau, nhưng mà so với một cái phương diện nào đó thì nó là đúng, nhưng mà so với mình thì mình nhìn theo một cái phương diện về người phụ nữ thôi, mà mình nhìn theo phương diện phụ nữ mà mình nói thôi, chứ cái này mình không có bao gồm tất cả, cũng không như là mình đánh đồng ai hết. Thì mình nói về cái phương diện cái người phụ nữ, và khi mà mình sống trong cái cuộc sống của mình, mà mình đi bươn chải, mình kiếm đồng tiền khi mà ở Sài Gòn á, thì mình thấy rất là nhiều cảnh khổ của những người cái phụ nữ khi mà họ sau khi ly hôn họ phải gặp phải những cái điều khó khăn như thế nào, thì mình sẽ kể ra đây cho mọi người cùng nghe. Thì mình biết là sẽ có một số người họ sẽ đồng tình với những cái điều mà mình nói, và có một số đồng tình sẽ họ sẽ phản pháo lại là nói không phải ai cũng như vậy. Thì đúng là thật sự là cái này không phải ai cũng như vậy, thì mình chỉ nhìn về một cái góc nhìn của một đa số người thì chứ mình không thể nào mà mình nói bao gồm tất cả, tại vì đôi khi trong cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ có nhiều khía cạnh khác nhau, và nó sẽ có nhiều cái tác động lên cái cuộc hôn nhân đó. Vì ví dụ như là tác động về gia đình, tác động về con cái, về xã hội, về công việc, hay đôi khi là về tài sản. Nó có rất nhiều cái khía cạnh để mà mình có thể xử lý một cái cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng mà theo mình thì cái người phụ nữ sau khi ly hôn thì họ sẽ có được những gì và mất được những gì. Thì theo như cái cuộc hôn nhân của mẹ mình và ba mình là sau đó ly dị với nhau rồi, thì mình chứng kiến được cái cảnh mẹ mình phải kham khổ như thế nào và phải kiếm được cái đồng tiền để lo cho con cái mình ra sao. Thì mình rút ra từ cái bài học của mẹ mình và mình nói. Rồi thứ hai nữa là mình cảm nhận được nhiều cái cuộc hôn nhân đổ vỡ của những người bạn của mình, và nhiều cái cuộc hôn nhân đổ vỡ của những người khách khi mà họ lại họ mua vải ở tiệm vải của mình. Thì các bạn biết không, cái tiệm vải của mình là hầu như là những người phụ nữ không, thì những người phụ nữ đó họ đã trưởng thành, họ đã đi ra ngoài đường họ làm, thì mình gọi những người đó bằng cô lận. Thì những người đó là họ đã từng trải rồi, là họ có một cái gia đình đôi khi là 10 năm, 20 năm rồi, và bắt đầu họ bị đổ vỡ, bắt đầu họ buồn, họ thường ra tiệm mình họ may đồ để họ giải khuây và cảm giác như là tìm một thú vui nào đó, hoặc là chỉ đơn giản là ra ngoài tiệm mình để tâm sự với mẹ và mình thôi, tại vì họ cảm nhận là ở cái nơi đó quen thuộc và họ cảm thấy yêu quý mình, mà họ ra họ chia sẻ. Thì họ biết, mình biết được nhiều thông tin từ những cái nguồn khác nhau, chứ không phải là mình chỉ nói về một cái khía cạnh là mình đứng ở cái góc độ gia đình mình mà mình nhìn. Thì mình đứng ở cái khía cạnh rất là nhiều người, và mình tiếp xúc rất là nhiều người họ đã từng tan vỡ, họ đã từng đổ vỡ, và mình cũng đọc nhiều bài báo nói về những cái cuộc sống của những người phụ nữ đó. Thì mình hiểu được á, là cái người phụ nữ khi mà họ không còn chấp nhận cái gia đình đó nữa, họ không còn có sức để có thể nào níu giữ được một cái gia đình đó nữa, thì điều đầu tiên là người phụ nữ họ bị là tổn thương cực kỳ. Tại vì các bạn biết không, cái người phụ nữ dù ít hay nhiều thì họ, ví dụ như họ lấy cái người đàn ông đó vì họ yêu người đó, hay là họ lấy người đàn ông đó vì gia đình mai mối, thì cái đàn bà mà sống chung thời gian thì họ sẽ nảy sinh tình cảm, và bắt đầu họ nảy sinh tình cảm rồi bắt đầu có con này kia nọ, bắt đầu cái cảm giác quen thuộc của người đàn bà với người đàn ông đó thì bắt đầu họ cảm thấy hụt hẫng cực kỳ. Tại vì các bạn biết không, cái người phụ nữ họ đặt là phái yếu, đúng không?
ta gọi là phái yếu phụ nữ và là phái yếu, thì đàn ông là phái mạnh, thì tất nhiên là cái người phụ nữ lúc nào họ cũng yếu ớt, kể cả khi là các bạn nhìn thấy họ rất mạnh mẽ như một người đàn ông, nhưng mà thực chất ra họ cũng chỉ là một phái liễu yếu đào tơ thôi. Người ta thường nói có câu giễu cợt những người đàn bà là lái không qua ngọn cỏ đó, đó là như vậy đó, là dù gì thì họ vẫn vẫn mềm yếu trong cái tâm hồn của mình, có dù là họ có gồng đi chăng nữa thì họ vẫn có một cái gì đó rất là kêu bằng mất mát rất là lớn lao, và họ phải gồng mình lên để làm một người cha cho con mình. Tại vì á, mình đã mất đi một cái trụ cột gia đình thì cái người phụ nữ họ phải gồng mình lên và làm trụ cột cho con mình để dựa dẫm, và mình phải tìm tiền tìm đi tìm những cái đồng tiền để có thể lo được cho con mình cuộc sống khá hơn. Thay vì á, cái người phụ nữ đó họ làm một lần, ví dụ như họ làm một công việc với cái công suất khoảng 8 giờ một ngày, thì so với khi mà họ ly dị chồng rồi, họ phải gán cày, họ phải làm như thế nào là 10 tiếng một ngày hoặc là 12 tiếng một ngày để họ có thể tìm được nhiều tiền hơn, để có thể là chắt chiu cho con mình. Vì mình đang là chồng và mình đang là cha cho con mình, cho nên mình phải làm gấp đôi để có thể bù vào cái khoản đó cho con mình. Ít nhất là mình không cho con mình được một người cha, một mái ấm gia đình mà có được cả cha lẫn mẹ, thì mình phải lo được cho con mình nó có đẹp, vật chất nó khá hơn. Chứ không thể nào mà không có thể nào mà để cho cái con mình nó thiếu thốn đi cái tình cảm gia đình, và nó phải bị thiếu thốn luôn cả vật chất. Cho nên thường là cái người phụ nữ họ cố gắng lắm, đôi khi là họ làm đến kiệt sức, đến là ngã quỵ. Như mình nói tới đây bắt đầu mình rưng rưng nước mắt rồi đó. Như mẹ mình á, thì là một người phụ nữ theo kiểu là không có cam khổ nhiều, không có giống như là không có biết cực nhọc nhiều, chỉ là mai giá thôi. Tại vì cái nghề của mẹ Minh là mai giá, mà sức của mẹ Minh thì cũng gọi là nó không phải là tiểu thư, nhưng mà nó không có thể làm nặng quá nhiều. Bắt đầu thì lúc sống chung với ba Minh á, thì ổng giống như là ổng cà lơ phất phơ vậy đó, làm giống như làm thích thì làm thích thôi, các bạn hiểu không? Cho nên cái lúc sống chung á, thì cũng đã quá là nặng gánh rồi. Nhưng mà khi mà ly dị ra rồi thì mẹ Minh lại phải gấp đôi nữa, phải làm gấp đôi nữa. Tại vì thời gian ly dị Minh cũng lớn rồi, lúc đó là học lớp 8, lớp 9 rồi, là cái đồng tiền mà cho con mình đi học nó cao hơn. Và bắt đầu lúc đó là Minh lớn, bắt đầu Minh phải có quần áo này kia. Tại vì các bạn biết, ví dụ như nít á, thì mình xin đồ cũ của người ta thì mình mặc được, nhưng mà lớn chút xíu thì ít nhất mình cũng có một vài ba bộ đồ đẹp, đúng không? Thì bắt đầu mẹ mình bắt đầu gán cài để có thể cho con mình được mấy cái thứ đó, đặc biệt là phải cho mình được một chiếc xe đạp để có thể đi học xa hơn chút xíu. Tại vì ví dụ học cấp 1, cấp 2 thì các bạn đi bộ, cấp 1 thì mình đi bộ, cấp 2 là mình phải đi xe, tại đi xe trường nó xa hơn nhà cả cây số, phải đi xe. Mà cái mẹ mình thì cố gắng mua xe, mua cho con mình được một chiếc xe đạp, thì cái nỗ lực của mình phải gấp đôi, mua cho con mình được một chiếc xe đạp. Vì các bạn biết khi mà học cấp 2 thì bắt đầu mình phải mua tập, mua sách nó cao hơn nữa. Tại vì học cấp 1 các bạn mua đâu có nhiều đâu, nhưng mà khi lên cấp 2 là mình phải mua rất là nhiều sách vở đồ, nó đủ thứ hết trơn á. Rồi bắt đầu cái sinh hoạt thì càng ngày càng lên, tiền nó cũng càng ngày càng lên. Cho nên hả, bao nhiêu cái gánh nặng trên vai mẹ Minh là hầu như mẹ Minh gánh hết. Ba Minh á thì hả, bữa nào kiếm được đồng hai đồng thì về đưa cho mẹ Minh, còn không kiếm được thì coi như là mẹ Minh tự lo. Theo kiểu ba Minh ổng cứ hồi trước là con nhà công tử mà cứ thích ăn chơi thôi, không thích làm. Cho nên khi mà lấy vợ rồi cũng vậy đó, các bạn hiểu không? Cho nên bắt đầu mẹ Minh kêu nặng gánh gia đình quá, bắt đầu mới đi, và bắt đầu mới quyết định là ly dị với ba Minh. Thì sau khi mà ly dị thì bắt đầu người phụ nữ là phải gồng gánh hết, và bắt đầu phải lo, rồi đùm túm con lên thành phố ở. Thời gian mà đùm túm con lên thành phố, đất lạ quê người, công việc thì không có,
rồi không quen biết ai, rồi nói chung là bỡ ngỡ tất cả, bắt đầu khó khăn mọi điều luôn. Có nhiều đêm mẹ Minh ôm hai anh em khóc, ôm hai anh em khóc mà nói là theo kiểu là mình biết là mẹ mình ôm mình khóc là mình hiểu rồi, chứ mình không cần phải phải hỏi. Mình sợ lắm, tại vì mình cũng giống như là cứng rắn, mình không có thích khóc và mình không có thích mềm yếu. Đôi khi mình thấy mẹ mình khóc á, mình cũng nằm mình khóc tiếp theo, nhưng mà không dám hỏi, sợ lắm. Tại vì sợ khi mà mình hỏi ra mẹ mình sẽ buồn hơn nữa, cho nên mình không dám. Và bắt đầu cái mình hiểu được là mẹ mình rất là khổ và đang là khó khăn, cho nên mình phải cố gắng học lên thành phố. Bắt đầu mình chuyển trường lên thành phố, mình học tiếp, mình cố gắng mình học, học với cái khả năng mình có thể học. Và ví dụ như giúp ích được cho gia đình được cái gì thì mình giúp, cố gắng giúp, giúp cho mẹ ba mẹ mình được cái gì thì cho mẹ mình được cái gì thì mình giúp. Ví dụ như cơm nước nhà cửa, quét dọn, rồi ví dụ như mẹ mình mai giá đó thì sửa đồ rồi đó, đâu đầu mẹ mình bắt mình tháo những cái đồ nào mà theo kiểu mà khách người ta gọng hay là người ta chật rồi đó, bắt đầu mình ngồi mình tháo ra. Hoặc đôi khi là thay dây kéo, thay dây kéo, rồi cắt lai, cắt lên lai áo quần rồi đó. Thì những cái việc nhỏ nhỏ là mẹ mình bắt mình làm. Rồi bắt đầu cái ngồi đơm nút áo, tại vì khi mà mình may áo, mình may đồ xong rồi mình đơm nút áo. Hoặc là mình đem những cái đồ mà cần làm khuy hay cuốn biên gì đó là mình đem lại cái tiệm, rồi bắt đầu mình chờ người ta làm xong mình đem về cho mẹ mình. Thì mình làm được những cái việc lặt vặt như vậy là nó cũng đỡ cho mẹ mình. Đó là mình hiểu được, lúc đó là bắt đầu mình lớn, mình hiểu được là trên vai của mẹ mình nó không đơn giản chỉ là mưu sinh kiếm cơm hàng ngày nữa, nhưng mà nó còn rất là nhiều việc khác nữa, như là có thể là tìm cho mình được một gia đình tốt hơn. Và mình phải sống thật là tốt, mình phải sống là thật là tốt, mình phải có một cái gia đình tốt để không có phải làm cho mẹ ba mẹ mình buồn lòng nữa. Hoặc đôi khi là mình sống như thế nào đó để khi mà mình đi ra ngoài đường, khi người ta gặp mẹ mình, ta phải khen là con bà rất là dễ thương. Mình không muốn mẹ mình phải buồn vì những cái lời nói mà người ta chỉ trích, là ta nói con hư tại mẹ, hoặc là gia đình bà những đứa không có cha nói vậy đó, những đứa không có cha toàn là nó hư hỏng vậy đó. Cho nên mình không có muốn, mà mình lúc nào mình cũng luôn nghe lời mẹ mình là sống như thế nào đó để cho người ta cảm thấy mình là nghèo, nhưng mà mình không có bị rách, tư cách của mình không có bị rách nát. Và mình tuy là mình rách nát, mình nghèo, mình không đầy đủ quần áo đi chăng nữa, thì mình vẫn phải thơm tho, thơm trong tư cách, thơm trong cái nhân phẩm của mình. Chứ đừng để người ta phải đánh giá mình là, bởi vì người ta nói là đồng tiền rách giá lại còn xài được. Nhưng mà một con người tư cách đã rách nát, thối nát rồi thì mãi mãi không bao giờ xài được, chỉ có đem vứt đi thôi. Cho nên mình hiểu được những điều đó mà bắt đầu cái, thì lúc lớn mà lúc vị thành niên mà đôi khi thì cũng có một cái sự bướng bỉnh trong đó, và bắt đầu có sự bốc đồng với mẹ rất là nhiều. Nhưng mà tới khi mà mình làm mẹ mình buồn xong, bắt đầu mình nằm mình suy nghĩ, mình thấy mẹ mình nằm rớt nước mắt, bắt đầu mình suy nghĩ là mình nói mình làm như vậy là không nên. Bắt đầu có mình hiểu được những cái nỗi khổ của mẹ mình là phải kiếm nhiều tiền, mà mẹ mình hiện tại bây giờ cũng đang cần một cái bờ vai của một người đàn ông có thể cái lúc mà mệt mỏi thì có thể dựa dẫm vào, nhưng mà hiện tại giờ là không có. Cho nên mình ít nhất là mình cũng không nên đem lại phiền phức cho mẹ mình thêm nữa. Đó là mình hiểu được những điều đó. Cho nên á hả, mình là một đứa rất là bướng bỉnh, nhưng mà mình cảm thấy là chưa bao giờ mình hối hận khi mà mình làm bất cứ một cái điều gì đó làm cho ba mẹ mình buồn hay gì chứ. Cuộc sống hồi từ trước giờ mình sống là mình hiểu được, và mình hiểu được mẹ mình á, là khi mà mất đi một cái mái ấm gia đình như vậy là đã rất là thiệt thòi rồi. Nếu như mà bây giờ mình còn không vâng lời mẹ nữa, mà không có giúp ích được cho mẹ mình, mà làm cho mẹ mình buồn nữa, thì chẳng khác nào mình cũng giống như ba. Cho nên á hả, mình hiểu được là người phụ nữ sau khi mà họ mất đi một cái gia đình đó, họ bị trống vắng, mà họ bị thiếu hụt rất là nhiều. Mà
cái nơi mà họ nương tựa vào và họ có tạo động lực cho cái cuộc sống của cái người phụ nữ đó chỉ là con cái thôi. Và mình hiểu được là mình nhìn được những cái cô mà bị chồng phản bội hay là một cái gia đình không hạnh phúc, hai vợ chồng không hiểu nhau và ly dị ấy, thì những cô đó họ buồn lắm, đôi khi là cổ xuống sắt. Những người phụ nữ xuống sắt rất là mau, họ đi đến cái tiệm của mình á, họ mua vải nhưng mà giống như cái hồn của họ không có ở đó, chỉ có cái xác ở đó thôi, cái hồn của họ đi đâu rồi không có ở đó. Và dù là một cái cuộc hôn nhân nó không được tốt, nó không được hoàn chỉnh mà nó không được hạnh phúc đi chăng nữa, thì khi mà cái người phụ nữ họ ly dị ra rồi á, là người đau khổ nhất vẫn là người được đàn bà. Họ cảm thấy day dứt về cái điều đó. Ví dụ như họ cảm giác thấy là mình không lo, mình không cho con mình được một mái ấm tốt, mình không cho con mình được một người cha, và bây giờ mình phải là mẹ con, mình phải đùm túm với nhau sống như vậy, rồi đôi khi là vật chất mình cũng không đầy đủ cung cấp cho con mình, thì họ bắt đầu họ cảm thấy day dứt và bắt đầu. Nhưng mà nếu như mà sống tiếp á, thì nếu như mà người chồng phản bội á, thì người phụ nữ đó sẽ không thể nào chấp nhận được người đàn ông đó. Còn nếu như mà cái người chồng đó quá tệ bạc thì họ cũng không thể nào mà cứ sống như vậy được. Tại vì nếu như mình sống như vậy hoài á, thì mình lại mang cái nỗi khổ vào bản thân mình. Theo kiểu là người chồng đó họ cứ ăn bám vợ hay gì đó thì họ phải cứ nuôi hoài, thà họ chấm dứt, họ gạt bỏ. Có thể họ ra ngoài đường họ sẽ gặp được người khác tốt hơn. Nhưng mà nếu như mà cứ đu bám như vậy hoài ấy, thì cái người đó mãi mãi nó họ cứ cứ là cây chùm gửi cho trên cái thân của mình thôi. Thì hả, mình thấy là sau khi ly dị là cái người, dù gì là người đàn bà vẫn là khổ nhất, người đàn bà vẫn là người đau khổ nhất. Và thường các bạn biết ly dị xong là thường người mẹ luôn luôn bắt con. Tại vì họ thà họ lấy chồng sao họ có thể lo được cho con họ. Bởi vì người ta nói là mồ côi cha ăn cơm với cá, mà mồ côi mẹ mà lót lá mà nằm. Thà cái người con ở với người mẹ có đi thêm biết nữa chạy đi chăng nữa thì người con dù gì vẫn đầy đủ hơn so với cái đứa con mà ở chung với cha. Ở chung với cha là người đàn ông người ta không có khéo léo, và đặc biệt là nếu như người cha mà có đi thêm bước nữa thì người mẹ kế nếu yêu thương thì phước cho đứa nhỏ, còn nếu như người mẹ không yêu thương thì cái đứa nhỏ lại là người khổ nhất. Cho nên hả, thường người đàn bà luôn luôn ôm con mình vào lòng, kể cả là có nghèo đói đi chăng nữa thì họ vẫn ôm con và đi đập lo cho con. Chỉ trừ khi những người ông người bà họ muốn giữ cháu lại thôi, chứ thường là mình thấy là hầu như là con là đi theo mẹ không à, ít khi theo ba lắm, trừ khi là người mẹ họ bị ở tòa xử là không có giữ con được á. Chứ mình thấy là khi người phụ nữ sau khi ly hôn thì luôn luôn thiệt thòi hơn người đàn ông, mãi mãi. Tại vì khi mà họ làm lúc nào họ cũng chắc chiêu dành dụm cho cái mái ấm gia đình của mình, nhưng mà khi ra tòa ly dị hay là lúc mà họ không còn hòa thuận ở với nhau nữa thì thường người đàn bà ôm gói đi, không cuốn gói đi, tôi để hết lại cho anh muốn làm gì anh làm. Các bạn thấy đi, ví dụ người đàn bà mà khi họ cần á, các bạn không có cái gì họ cũng đến với mình nữa, nhưng mà khi mà họ đã không cần rồi, kể cả là bạn có nhà lầu xe hơi đi nữa họ cũng cuốn gói họ đi. Mình thấy rất là nhiều người luôn ở Sài Gòn á, có nhiều người họ theo kiểu là họ không muốn ở với ông đó nữa, họ không ở, giận chồng mà không muốn ở nữa, bỏ đi, kể cả là không lấy một xu nào hết trơn, chỉ đem đúng mấy bộ đồ đi và xách con đi thôi, và họ làm là cái khác. Khi mà họ không cần rồi thì đồ đó có giá trị đến mức nào họ cũng không quan trọng. Cho nên thường là người phụ nữ thiệt thòi nhiều hơn đàn ông, và đặc biệt là bên Việt Nam thì mình thấy là người phụ nữ khổ lắm. Tại mình chứng kiến được là mẹ mình và nhiều người phụ nữ khác đi đến tiệm vải của mình và đôi khi họ nói trong nước mắt, và bắt đầu cái mình cảm được cái nỗi đau của họ, và bắt đầu mình bị lay động bởi nỗi đau họ, và đôi khi mình ngồi mình khóc theo người đó luôn.
tại mình đồng cảm được cái nỗi đau đó, mình hiểu được là mình đã từng thấy mẹ mình như vậy, giống như mình hiểu được là cái cô này cô đang đau khổ đến mức độ nào, là mình đã từng thấy mẹ mình nhiều đêm khóc một mình mà mình ngồi mình thấy nhưng mình không thể nào làm được gì hết, tại mình còn quá nhỏ mà. Cho nên hả, ngày hôm nay mình ngồi đây mình chỉ muốn chia sẻ với tất cả mọi người thôi, nhưng mà không nghĩ là bị xúc động đến như vậy, tại mình hay thường là mình rất là sợ nói về ba mẹ, rất là sợ nói về ba mẹ nè, thứ nhất. Thứ hai là nói về những tình cảm thiêng liêng của một một đấng sinh thành, hay là tình cảm của một người nào đó yêu thương một cái con người rơi rớt đau khổ nào đó, là mình thường bật khóc lắm. Tuy là tính cách của mình cũng khá là mạnh mẽ nhưng mà kêu bằng giàu cảm xúc lắm. Cho nên á, những người nào mà xem video này thì cũng đừng có cười mình, tại vì nếu như khi các bạn sống ở trong cái nỗi đau đó và các bạn đã từng trải qua được những cái điều đó thì mình sẽ hiểu được, và cái trái tim của mình sẽ cảm nhận được những điều đó nó rất là thật. Nếu như khi bạn vô tình mà bạn thấy được những cái cảnh của những cái người mà họ đau khổ, và các bạn sực nhớ lại là mình thấy đâu đó có cái bóng dáng của ba mẹ mình trong đó, đâu đó có bóng dáng của mình trong đó, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái nỗi đau của cái người đó. Thì chỉ vài đôi lời chia sẻ với tất cả mọi người, thì mong là những cái điều gọi là cái này là chỉ là tâm sự của mình, suy nghĩ về một cái góc độ của một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mong là video này các bạn cảm thấy thích vui, thì nếu như cảm thấy mà đồng tình với mình thì hãy like cho mình một like, và ai chưa đăng ký subscribe kênh thì hãy subscribe kênh với mình nhé, để chúng ta cùng tương tác với nhau để hiểu nhau hơn. Cũng như là nếu các bạn muốn nói chuyện trực tiếp với mình vào khung giờ 8 giờ tối, 7 giờ 8 giờ tối bên Mỹ thì khoảng tầm 7 đến 8 giờ tối bên Việt Nam, mà nếu như đổi giờ thì sẽ trễ hơn, sẽ chênh lệch nhau 1 tiếng, thì các bạn hãy bấm cái chuông kế bên cái nút đăng ký để khi mà mình like là các bạn sẽ thấy mình và lên cùng nói chuyện với mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.